Sáng ngày thứ tư, các bạn sẽ thi solo chung cuộc và nói trong một phút vì sao mình xứng đáng được vào top 20. Ban giám khảo sẽ không nhận xét. Sau đây là một số bạn tiêu biểu. Âm nhạc bắt đầu. Một khoảng thời gian dài em không tập, em gần như đánh mất đam mê của mình. Và em muốn tìm lại đam mê của mình, nên em đã quyết định đến đây thử thách mình. Mà nếu em có lỡ được lọt vào top 20 thì em sẽ không làm ban giám khảo thất vọng. Thực sự là để nói về xứng đáng vào top 20 thì em thấy là em rất xứng đáng vào top 20. Có 3 lý do. Thứ nhất là em xuất thân là một wacker thi đấu nên em có độ máu trong người. Cống hiến đến mức mà mất một tí tiết là em cũng không thấy cảm giác gì hết. Thứ hai đó là em rất cá tính từ trang phục, cá tính từ trong cuộc sống và cả cách nhảy. Ở đây chẳng ai nhảy quách, nhảy vốc. Mà nếu mà có nhảy thì em cô ao hết luôn. Và thứ ba đó là em sống vì đam mê. Em thực sự là bây giờ em đã có một studio riêng và cái đấy là cái đam mê của em. Và em cần có tên tuổi hơn để studio em lúc nào cũng đông học sinh và em có tiền để em đi thi đấu nước ngoài. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. Cái tên của em mà đọc lên ai cũng bất ngờ hết trơn á. Và em tin là con người của em cũng vậy, cá tính, đặc biệt. Và quan trọng hơn hết là em đẹp ạ. Và nếu mà top 20 cần một người đọc điên đẹp thì em điên đẹp đọc đây ạ. Nhảy rất là quan trọng đối với cuộc đời em dành tất cả cuộc đời mình cho nhảy. Em cảm thấy nó lớn hơn tất cả chúng ta rất là nhiều. Nó giống như một đoạn đường song song với cuộc đời của em. Những gì em cảm nhận, những gì em suy nghĩ, những gì em thể hiện, nó đều trở về với động tác nhảy của em. Và em muốn chia sẻ những khoảnh khắc đó, những cảm giác đó với tất cả mọi người ở đây. Em đã từng mất 2 năm để chơi Rubik và em nhất Việt Nam và đứng top 40 thế giới. Em bỏ. Sau 3 năm, gần 3 năm luyện tập thì em đã nhất giải nhiệt và đam mê của em nó bị thụt xuống vì em có cảm giác là em đứng trên mọi người. Và khi thế em đã sai rất là lớn. Và đến năm nay em đến đây để thể hiện được cái quyết tâm của em. Em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Và nếu top 20 mà không có em thì hơi tiếc. Năm ngoái em cũng đã bước đến đây và được ban giám khảo nhận xét là không tốt. Từ đó em đã quyết tâm, cố gắng và nỗ lực rèn luyện bản thân. Nhiệm vụ của em là cháy hết mình với niềm đam mê đang tái cháy trong này. Top 20 này nó rất quan trọng với em vì nó sẽ khiến bản thân của em lựa sáng chàng mới. Ở
mà cũng cả làm cho đam mê của em càng tiến xa, tiến xa, tiến xa. Và em muốn năm sau khi bước lên sân khấu này thì anh da đen này cái hình sẽ bự. Em là người Hải Phòng. Một người Hải Phòng có đam mê, nhiệt huyết, bản lĩnh, tự tin, hoang dã. Em sẽ mang đến cái niềm tin, tự hào của con người Hải Phòng cho cả nước biết là dancer Hải Phòng nó như thế nào. Không ít suy nghĩ đã được tiết lộ, những vũ công cá tính này sẽ chia sẻ điều gì? Âm nhạc bắt đầu. Hôm nay em đã quyết định đi thi và đam mê là không được phép từ bỏ. Em có một quan niệm là sinh ra không phải để tầm thường, và sống là cũng không được phép bình thường. Mình phải khùng, phải điên, phải thần kinh nhưng mà chất. Sống là phải khác biệt, phải có cái tôi. Vì thế tại sao Top 20 lại không có một người vừa khùng vừa điên mà lại đầy tài năng như em? Top 20 ơi, hãy đợi bé cho bạn xinh đẹp dễ thương nha. Yeah! Em thì em đã từng thi Show Me Thing vào 2 năm trước và em bị loại ở vòng đương đại. Em cảm thấy rất là xấu hổ khi mà mình cái thể loại đấy mình đã từng được học. Hai năm qua em đã cố gắng rất nhiều để trau dồi thêm nữa. Và để ngày hôm nay em đứng trên sân khấu này, em có thể làm được thể loại mà mình đã từng thất bại. Và em tin là em có tố chất và khả năng để có thể đương đầu những thử thách trong top 20. Đầu em đến với cuộc thi này như một trải nghiệm cho bản thân mình và sự đam mê của em. Nhưng khi trải qua tất cả vòng thi, em càng ngày càng thấy mình càng ngày càng tự tin hơn. Và em muốn thử sức mình và nhảy hết mình cho những vòng chung kết sắp tới. 3 năm rồi, thử thách cùng bước nhảy đều là quán quân nam. Em muốn em là nữ quán quân đầu tiên của thử thách cùng bước nhảy mùa 4 ạ. Đến với chương trình thử thách cùng bước nhảy mùa thứ tư năm nay thì em muốn mang đến một màu sắc cho đêm chung kết, đó là màu sắc belly dance. Và em muốn các bạn belly dancer ở Việt Nam có thể tự hào. Và lần này nếu em có cơ hội được lọt vào top 20 thì em xin hứa là em sẽ luôn cháy hết mình để không bao giờ phải nói ra như em xin hứa. Không có những khoảnh khắc như thế này và không có sân khấu thì chắc là em không còn tồn tại trên cái thế giới này. Top 20 đó chính là một bước ngoặt mới trong tương lai của em. Và em mong Top 20 sẽ có thể giúp em phát triển bản thân và dám đương đầu thử thách để thay đổi mình. B
Ban đầu khi mà em đến với chương trình thì em muốn là chiến thắng, nhưng mà thật sự khi mà tham gia chương trình rồi em mới thấy cái quý hơn cả. Tức là 4 ngày vừa rồi em cảm nhận được một cái đam mê được truyền từ các bạn thí sinh, và em nghĩ đó chính là cái cảm giác mà em đang tìm kiếm. Điều duy nhất của em không phải là top 20 của chương trình, mà là quán quân của thử thách của bước nhảy So You Can Dance.